Quý vị khách hàng nào đang đi làm ở Mỹ Đình, đang đi làm ở Hà Đông thì đừng bỏ lỡ video này. Bởi vì sao? Video này từ khoảng cách căn nhà này mà Ngọc Ánh quay sắp tới gửi tới cho quý vị, cách với lại sân vận động quốc gia Mỹ Đình nó chỉ tầm 5 km thôi mọi người ạ. Và với xung quanh căn nhà này thì ngập tràn tiện ích, gần với lại Vinhome Smart City Tây Mỗ, gần với lại trung tâm thương mại Eamon Hà Đông, gần với lại trục đường 70, gần với lại trục đường, nói chung là giao thông đi lại thuận lợi, gần với lại đại lộ Thăng Long. Với cái căn nhà này thì diện tích 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Cụ thể vị trí căn này thuộc với lại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với dự án 7 căn đã bán 4, chỉ còn duy nhất 1, 2 và 3 căn thôi mọi người ạ. Với sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Ngõ trước nhà 2m, cách với lại đường ô tô đi lại khoảng tầm 100m. Và với cái thiết kế của cái căn nhà này đơn giản, hợp lý, đáp ứng tiêu chí công năng sử dụng cho quý vị, cũng như là cái thuận tiện giao thông đi lại cho quý vị nào đang tìm nhà gần, loanh quanh khu vực Mỹ Đình hoặc đi làm ở khu vực Hà Đông. Mời người theo em vào cụ thể căn nhà. Với cái căn nhà này thì hướng nhà là hướng Tây Nam, ngoài ra có hướng Đông Bắc và hướng Đông Nam nha mọi người. Thiết kế của ngôi nhà thì như sau. Với cái phần cửa chính của ngôi nhà, thiết kế một lớp cửa, đó là cửa sắt sơn tĩnh điện. Phần mặt tiền của ngôi nhà này thì nó khoảng tầm 4m. Bởi vậy cho nên là nó thiết kế ngoài cái lớp cửa chính thì ở đây còn thiết kế cho quý vị một lớp cửa sổ nữa. Rất là hợp lý, rất là thoáng và rất là mát. Với cái căn nhà này thì tiện ích xung quanh ngập tràn như Ngọc Ánh chia sẻ, và với cái giá chào bán chính xác của chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng là 2 tỷ 900 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với mọi người có nhu cầu thì chắc hẳn là quý vị sẽ chia sẻ và hỏi luôn là với cái căn nhà này thì vay được tầm khoảng bao nhiêu tiền ngân hàng. Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với mọi người, với căn nhà này quý vị có thể vay tối đa được khoảng tầm 1,7 cho tới 1,8 tỷ tiền ngân hàng. Phần còn lại thì quý vị sẽ chuẩn bị tiền mặt cho Ngọc Ánh nhá. Tiếp theo vào phần chính của ngôi nhà, đây là phần tầng 1 của ngôi nhà với diện tích 30m thì thiết kế gần như là tối ưu công năng thôi. Còn nếu như để mà nói hoàn hảo thì không hẳn nha mọi người. Bởi vì sao? Nó khá, diện tích của nó nhỏ cho nên cái phần tầng 1 thiết kế ở đây là phần phòng khách và một phòng bếp, một phòng vệ sinh, cầu thang đi lên ở phần cuối cùng của ngôi nhà. Hệ thống chân thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm được lắp đặt đầy đủ cho quý vị rồi. Phân sơn chủ đạo của ngôi nhà đó chính là màu trắng. Theo hiện trạng của ngôi nhà này, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Mọi người ạ, chỉ cần dọn một chút về cái phần vệ sinh nữa là quý vị dọn đồ về và ở được luôn. Từ vị trí căn nhà này cách với lại trục đường Tây Mỗ, nó phạm vi bán kính khoảng tầm 200m thôi. Đó, còn nếu như để mà nói chợ này, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, phạm vi bán kính cho Ngọc Ánh khoảng tầm 800m quay đầu, đầy đủ hết tiện ích, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, gần với lại Vinhome Smart City và Vincom Megamall mọi người nha. Đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà, chữ L nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Tuy nhiên cái công năng sử dụng thì không kém phần một cái gì cả, bởi vì ở đây là cái xung quanh bếp là ốp kính, ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, tủ bếp thiết kế ở đây hoàn toàn là gỗ. Và với cái không gian bếp này thì chủ nhà có thiết kế cho mình ở đây là một cái hút mùi rồi nha mọi người. Chậu rửa, vòi rửa chất liệu inox 304 ở đây. Phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304, sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn cho quý vị. Căn nhà này bàn giao nhà được luôn. Đó, ngoài cái phòng khách, phòng bếp thì ở đây còn có phòng tầng 1. Một phòng vệ sinh nhỏ nhắn đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, đó là bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đấy, như vậy Ngọc Ánh đã review chi tiết cụ thể đường này, hướng này, giá này, vị trí, giá bán cho quý vị. Tất cả mọi cái đều công khai cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Đến với nhà tốt là quý vị sẽ chọn lựa được căn nhà ưng ý. Trước khi lên trên phía tầng 2 thì ở đây tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Căn nhà này thiết kế thực sự rất đơn giản, tuy nhiên nó ăn nhau ở mỗi cái vị trí bất động sản thôi mọi người ạ. Gần xa, trong ngõ, ngõ gần, ngõ nông, ngõ sâu. Cái bởi vậy cho nên là cái chủ đầu tư ấy thiết kế lên cái giá thành bán của ngôi nhà dựa vào vị trí bất động sản. Còn đâu thì cái chất lượng xây dựng cũng như là mọi cái hoàn thiện thì nó xem nhau. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và quý vị ơi, với tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thì cái ngôi nhà này thiết kế giống hệt nhau ở các phòng ngủ, đó là mỗi một tầng một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ ở phía tầng 2 của ngôi nhà,
rất là rộng, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong. Gạch lát nền ở phía dưới chân Ngọc Ánh đó là gạch granite, và với cái kích thước gạch là 60-60. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, cửa sổ thông thoáng đầy đủ vào trong căn phòng, ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa đầy đủ. Với căn nhà này 2.900.000.000 đồng, vị trí thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, gần với trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, gần với lại cầu vượt Tây Mỗ. Nói chung đi lại rất là thuận tiện cho quý vị nào mà đang muốn tìm nhà gần với bán kính Mỹ Đình nhất, hoặc là quý vị nào đi làm ở khu vực Hà Đông cũng rất chi là hợp lý. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ rất là chắc chắn. Đó. Đây là cái phần phòng vệ sinh ở phía bên ngoài nha mọi người. Đây. Phòng vệ sinh của nó thì đáp ứng cho mọi người đầy đủ về cái bồn cầu, thiết bị vệ sinh ở phía bên trong, quạt hút mùi, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, cũng như là lavabo bàn đá ở đây. Lavabo thường thôi mọi người ạ. Đó. Nói chung như Ngọc Ánh đã chia sẻ ngay từ đầu video, căn nhà này thiết kế cực kỳ đơn giản, tuy nhiên nó chỉ khác duy nhất đó là vị trí bất động sản thôi. Mời mọi người theo em lên tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế tương tự như tầng 2, tầng 3 và tầng 4. Thiết kế mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh như vậy. Với cái căn nhà này diện tích 30m² thôi nhưng mà thiết kế được 3 phòng ngủ. Để mà nói nếu như mà so sánh một cái căn nhà này với một căn chung cư 3 phòng ngủ thì giá nó cũng xem nhau. Tuy nhiên với quý vị nào thích ở nhà đất thổ cư thì cái căn nhà này rất đáng để cho quý vị lựa chọn. Bởi vì ở đây có 7 nhà sử dụng với nhau và ở đây thì tất cả mọi người đều từ nơi khác đến mua nhà, cho nên là cái giá thành cũng như là ở đây ở rất là thân thiện nha mọi người. Đó. Cửa thông phòng đây. 3 phòng riêng, thiết kế hợp lý. Phòng nào cũng vuông vắn, dễ dàng kê giường, tủ, bàn phấn cũng như là táp đầu giường hoặc là bàn làm việc các thứ. Và phòng nào cũng có đầy đủ ánh sáng ngập tràn vào trong căn phòng này cho quý vị. Phòng vệ sinh tiếp theo ở tầng 3 đây. Giống hệt như tầng 2 thôi. Đấy, công năng sử dụng là như nhau, đáp ứng cái công năng sử dụng theo từng tầng cho mọi người. Sau đây mời mọi người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Ngoài đang bước chân lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà thì đây là cái khu vực phòng thờ của ngôi nhà nha mọi người. Đây, đây là phần phòng thờ và kia là phần sân phơi. Đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà mọi người ạ. Đây, ở đây thì quý vị có thể nhìn thấy Vinhome Smart City này. Xung quanh dân cư vô cùng là đông đúc, giao thông đi lại thuận tiện. Ngọc Ánh đã chia sẻ rất là kỹ ở trong video rồi. Với cái giá chào bán 2.900.000 đồng, diện tích 30m² và sổ đỏ đầy đủ bàn giao nhà ngay, quý vị muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về ngôi nhà này thì vui lòng trực tiếp với nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.